Thưa quý vị, sự sụt giảm của nhu cầu thế giới chính là yếu tố khó khăn và thách thức lớn cho xuất khẩu của Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng trong năm 2023. Khai thác thêm và mở rộng thị trường xuất khẩu mới, tận dụng các lợi thế từ những hiệp định thương mại tự do là những giải pháp cần thiết của các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay nhằm đảm bảo đơn hàng và duy trì tăng trưởng. Số liệu từ Cơ quan Hải quan Đà Nẵng cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn thành phố Đà Nẵng từ đầu năm đến nay đạt trên 432 triệu đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 243 triệu đô la Mỹ, giảm gần 17% so với cùng kỳ. Nhập khẩu đạt 190 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 25% so với cùng kỳ. Theo đó, số thu ngân sách nhà nước do cơ quan hải quan thực hiện trong tháng 1 đạt hơn 228 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân do tháng 1 trùng với dịp lễ Tết Nguyên đán, doanh nghiệp và người lao động được nghỉ dài ngày nên tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn giảm. Cùng với đó, đa số các doanh nghiệp xuất khẩu đều đang gặp khó khăn về đơn hàng, nguyên liệu đầu vào, ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn. Về số thu ngân sách nhà nước trong tháng 1 năm 2023 thì đã thu được là 228,42 tỷ đồng. Thì so với cùng kỳ năm 2022 thì đã giảm 56%. Và hiện nay thì đến ngày 15 tháng 2 2023 thì số thu nộp ngân sách đã đạt 475 tỷ đồng. Như vậy thì số giảm nó xuống còn có 51%, tỷ lệ 51%. Số tỷ lệ giảm so với cùng kỳ năm đến 15 tháng 2 của năm 2022, như vậy thì nó có sự cải thiện được cái số thu. Như vậy, bước qua tháng 2, tín hiệu đã có phần lạc quan hơn. Doanh nghiệp này cho biết, ngoài các thị trường truyền thống phù hợp với đặc tính hàng hóa tiêu dùng mà họ xuất khẩu bấy lâu nay, thì khai thác thị trường mới và giữ được thương hiệu là điều cần nhất vào lúc này. Trong cái thời khó khăn này thì chúng tôi đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, và chúng tôi có những khách hàng truyền thống và chúng tôi có một đội ngũ làm thị trường rất tốt. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi vẫn đảm bảo được cái đơn hàng cho toàn thể gần 12.000 cán bộ công nhân viên làm việc. Và có thể nói đến thời điểm này thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ đơn hàng cho cả năm 2023. Với các doanh nghiệp, nếu tập trung khai thác tốt các thị trường trong các khối, khu vực mà Việt Nam đã có ký kết thực thi các hiệp định thương mại, thì những khó khăn về mặt thị trường sẽ không còn là vấn đề. Sử dụng những lợi thế khi mà các nước đã dần phục hồi và thị trường của các nước, đặc biệt là những nước có mối quan hệ thương mại với Việt Nam được mở cửa, thì chúng ta sẽ tận dụng sự mở cửa của các thị trường đó để tăng cường xuất khẩu. Thứ hai nữa là chúng ta cũng đã là thành viên của một số hiệp định thương mại thế hệ mới rất là quan trọng, ví dụ như là hiệp định EVFTA hay hiệp định CPTPP hay gần đây là hiệp định RCEP. Thì đó là những cái cơ sở hết sức thuận lợi để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường và từ đó thì tăng cường xuất khẩu. Ở góc độ quản lý ngành, Bộ Công Thương nhìn nhận hoạt động xuất nhập khẩu vẫn còn nhiều cơ hội trong năm 2023. Có nhiều yếu tố tích cực đối với hoạt động xuất nhập khẩu như các hiệp định thương mại tự do EFTA, tiếp tục thực thi lộ trình cắt giảm thuế quan, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tích cực là động lực tạo thêm năng lực sản xuất mới cho xuất khẩu. Bên cạnh đó là các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy tính chủ động sáng tạo, tìm kiếm thị trường mới.